ngày xưa từ lắc lao lòi tháng tư anh Giang à, cuối năm nay chắc em lấy vợ. Sao đâu, có gì gửi thiệp cho anh. Dạ em tính nhờ anh làm MC trong cái đám cưới của em. Ok, anh sẽ hết mình giúp đỡ mấy ngày luôn. Dạ ok, anh cảm ơn anh nhiều lắm, thương anh lắm. Một tháng sau? Ba tháng sau. Ba tháng lận. Vinh, sao không đưa lịch rõ ràng để anh chừa ngày cho anh đi quay tùm lum thứ tháng 7, tháng 4 tới tháng 7. Chứ đưa lịch chứ. Khỏi anh. Khỏi sao vậy? Toàn. Chết rồi, vậy là biết anh Giang nặng. Anh Vinh, anh có yêu Thúy Ngân không? Cái câu hỏi này nó làm cho rất là khó xử. Toán mồ hôi luôn á. Vì sao? Anh Giang biết chúng tôi là những người anh em. À, tôi không biết gì đâu. Anh yêu quý Thúy Ngân. Nồng nhiệt cho vũ đoàn của chúng tôi ạ. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Mà tôi chưa thấy vũ đoàn nào mà múa để mà chuẩn bị đấu với nhau mà lại xấu như tiếng lực luôn á. Mà thưa quý vị, cái ý nghĩa mà chúng tôi làm đoạn vừa rồi nó đơn giản thôi. Hai bạn vũ công là màu đen và anh em nghệ sĩ là những màu sắc của cuộc sống. Chúng ta đôi khi đừng đến với những điều tiêu cực, hãy nhìn mọi hướng tích cực thì cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ mà mang lại nhiều hạnh phúc hơn. Và cũng chúc cho quý vị cuộc sống của quý vị nó sẽ bớt đi những cái điều rủi ro, những cái điều đen đủi và nó mang lại nhiều màu sắc cho quý vị. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình 7 nụ cười xuân. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay chúng ta trò chuyện một tí về những cái điều nó không hay trong cuộc sống. Ví dụ như Luật đã bao giờ gặp những cái điều gì mà mình cảm thấy mình nhìn vấn đề nó tiêu cực mà mình phải mệt mỏi stress vì nó không? Có chứ. Nhiều chứ đúng không? Nhiều. Khoảng thời gian vừa mới sinh con thì cái áp lực cuộc sống của mình rất là nhiều. Mình bị rơi vào tiêu cực khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó mình tự thoát ra được. Mình ít khi nào bị tiêu cực quá lâu. Vậy sao mỗi lần em thấy anh chung đội với Ngọc là anh tiêu cực vậy anh Lục? Thì cũng chỉ là vài tiếng thôi. Rồi Ngân có bao giờ mà buồn phiền một điều gì đó mà phải ngồi một mình đến nỗi không thể rồi nói chuyện với một ai khác không? Có chứ, em nghĩ là có nhiều vấn đề mà mình không giải quyết được. Nhưng mà có một vấn đề mà em khó thoát ra được nỗi buồn lâu hơn so với những vấn đề khác, đó là về vấn đề sức khỏe của ba em. Thật ra với những cái chuyện khác thì mình có thể giải quyết được hết, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bất khả kháng mà mình không thể nào làm được. Mình chỉ thấy người thân mình bệnh, đau mà mình không có thay thế được cái nỗi đau đó. Cái đó là chuyện em buồn nhất. Thì anh cũng chúc cho ba sẽ nhiều sức khỏe hơn. Và thưa quý vị, là những điều quý vị thấy chúng tôi trên sân khấu đùa vui, nhưng mà cũng là những con người bình thường thôi. Chúng tôi cũng có những nỗi đau, có những sự mất mát. Chúng tôi ít kể vì chúng tôi tâm niệm với nhau là làm cho quý vị vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải đem nỗi buồn của mình ra cho tất cả mọi người cùng biết. Thôi thì tụi em xin giấu lại những điều đó. Và ngày hôm nay lại một lần nữa chúng ta để những điều tiêu cực qua một bên và mang lại nhiều điều tích cực trong chương trình 7 nụ cười xuân ngày hôm nay. Lẽ ra sẽ phỏng vấn từng người nhưng mà đâm ra lại không hay, bởi vì khi mà chia sẻ về những nỗi buồn là bắt đầu mình được cái cơ duyên mình nói, là bắt đầu mình sẽ nói đúng nhiều rồi. Rồi nhiều người hiểu thì không sao, nhiều người không hiểu thì nói ô nghệ sĩ lại đi kể lể như vậy. Đúng. Bây giờ chúng ta gặp hai thành viên rất tích cực trong cuộc sống, dù ai nói ngã nói nghiêng họ vẫn yêu nhau ào ào. Wow. Wow. Xin giới thiệu cặp đôi của ngày hôm nay, đó chính là Buka và Gin Tuấn Kiệt. Wow. Wow. Thường là người chơi tới đây mình cho họ phát biểu nhưng không, hôm nay hai đứa đừng nói gì cả. Mỗi người hỏi một câu, nhẹ nhàng thôi. Anh sẽ hỏi trước, ba khỏe không? Dạ khỏe ạ. Vì Buka có hay nói Trường Giang giống ba. Dạ. Giống ba Buka đó. Ủa, đang nói về nhan sắc hay là độ tuổi vậy Buka? Về cấu tạo cơ mặt á. Cấu tạo? Dạ. Ba em có cái hình nọng. Ở đây nè, nó
phúc hậu. Mà anh Giang cũng có, cho nên là với lại cặp mắt, cái ánh nhìn, rồi cái mũi, cái miệng nói chung giống hết á. Trời, tôi có đứa con lớn vậy sao? Dạ, hỏi gì đi dạ? Ờ, Gin. Dạ. Chán chưa? Chán chưa? Chán chưa? Chán chưa? Dạ, dạ. Chán. Chán, chán gì chị? Chán gì chị? Ý là... Chán mấy bài chưa? Em á hả? Cũng còn bình thường, bình thường. Còn bình thường. Rồi, mấy chị hỏi gì em mới đi mấy chị. Hỏi có duyên coi nè. Đâu, Ngân suy nghĩ một câu gì hỏi cho cây lại mình tự hào nào. Trời anh ơi, áp lực gì anh cảm lực quá. Cây lại á. Một cái câu có duyên cho cây lại tự hào nào. Vuka cho Ngân xin bí quyết đi, làm cách nào mà cho mấy bạn trẻ thích mình, nói chuyện với mình nhiều hơn, có tình cảm với mình nhiều hơn. Có duyên là được. Có duyên là được. Đẹp mặt chưa? Né ra cho chị Lan Ngọc, chị hỏi cái cho bên quận 9 tự hào nè. Ủa, rồi sao áo mình giống nhau giờ chị Ngọc? Thì đó, mình mặc đồ giống nhau vậy. Em có yêu chị không? Yêu chị không? Ủa, như mình số trước chị hỏi em câu này rồi đúng không? Một sự trùng hợp. Đó. Trời ơi, đồ cặp. Dạ, giống luôn nè. Vậy Buka có đánh chị không? Chị nói gì vậy? Trời, không hiểu luôn á. Đánh nhau quá à. Không, em hỏi chị nói gì vậy thôi. Chị đánh gì đâu. Buka với Ngọc có mặt lộn đồ không? Bởi vậy sao chương trình cho em kỳ á? Hẹn chị Buka đánh em đau nha. Lội tay rồi mọi người, không có chơi được nữa. Nhớ quá, nhớ quá, em mới chịu thôi á. Tới chị nè, chị dạ thay mặt gia đình đi. Ủa, chị hỏi rồi mà, hỏi bé này đi. Nó ở đâu hỏi quá? Rồi, bắt người ta hỏi hoài. Xin nhắc lại câu của Buka, có duyên là được. Ủa. Vinh, hỏi gì nào? Hai đứa chừng nào cưới? Hai đứa nào vậy anh? Có nghĩa là em chừng nào lấy vợ, còn Buka chừng nào lấy chồng. Dạ, em thì em nghĩ là chắc em phải 30 tuổi em mới lấy vợ. Còn em á, chừng nào anh Vinh lấy vợ thì em lấy chồng. Anh Vinh lấy vợ thì em lấy chồng. Lâu á? Lâu. Lâu hả anh? Đừng có mời tôi làm MC nha. Đừng có mời tôi làm MC nha. Sao vậy anh? Ủa, chưa biết Vũ đó hả? Thôi, mình chơi game đi. Chơi game. Thôi kể cho mấy chuyện cũng đã từng có ý định mời anh làm MC hả? Ngày xưa. Thôi. Từ lắc lao lòi. Tháng 4, anh Giang. À, cuối năm nay chắc em lấy vợ. Ủa, sao đâu, có gì gửi thiệp cho anh. Dạ, em tính nhờ anh làm MC trong cái đám cưới của em. Ok, trời ơi, anh sẽ hết mình giúp đỡ mấy ngày luôn. Dạ, ok, anh cảm ơn anh nhiều lắm, thương anh lắm. Một tháng sau. Ba tháng lận. Vinh, sao không đưa lịch rõ ràng để em chừa ngày cho đi quay tùm lum thứ. Tháng 7, tháng 4 tới tháng 7. Chứ đưa lịch. Khỏi anh. Khỏi sao vậy? Toàn. Chết rồi, vậy là biết anh Giang nặng quá. Ủa thiệt hả? Thiệt hả? Trời, sao chuyện buồn của người ta mà kể ra mắc cười vậy anh. Thôi đừng nói đây, tình bậy tình bậy quá. Nói chung là vậy đó. Anh nói một tiếng công bằng đi chứ em thấy. Không sao em. Cái chuyện đó đã qua lâu, nó không còn là nỗi đau, nó là kỷ niệm vậy thôi. Đây, mỗi người một thăm. Ưu tiên hai bạn khách mời trước. Số 2. Vô nha. Số 2. Trời ơi, khẽ luôn anh, khẽ luôn. Số 2. Chị em mình lại về với nhau nữa rồi. Ba chị em. Ủa nữa hả? Lại đổi cha nữa của tụi em. Chết tôi rồi. Ba chị em lại một đội. Chết tôi rồi. Dạ. Gồng gánh. Trời ơi. Gồng gánh các đứa cháu. Đổi cho anh. Đổi. Em hả? Em muốn đổi không? Không, tôi không muốn đổi. Trời ơi, cha già phải dìu dắt ba đứa con nữa sao? Ủa, đợt trước là cũng ba chị em tụi em là một đội. Bây giờ có thêm anh Luật nữa. Trời ơi, lần trước là ba chị em một đội, ba chị em chơi rất hào hứng. Những trò chơi vận động, rồi ôm, rồi này kia, rồi bóp, rồi giật, rồi này nọ. Là ba bạn này chơi rất là hay.
Tôi hy vọng là trò đó xuất hiện tại đây nữa thì hai bạn kia thua chắc, tôi bảo đảm luôn. Không, đội em tự tin là em có chị dạ. Tôi chỉ nói cho đấy, mấy bạn biết là tối đêm nay những hình phạt sẽ rất là khốc liệt. Wow. Trời ơi, chị là chết chắc. Chết chắc. Dạ. Thưa quý vị, em chào chị. Thôi, bớt diễn xuất lại. Thưa quý vị thân mến, Trương Thi Vinh đang hoang mang tột độ. Anh ấy muốn rời khỏi cuộc chơi. Không, em nói thật sự á, là khi mà tới cái đoạn điệp khúc á, là em bị nổi da gà. Nổi da gà. Có nghĩa là cái người này á, với cái kỹ thuật hát này, là một người em nghĩ là rất là dày dặn kinh nghiệm, rất là nội lực mới chạm được như vậy. Yes, ok. Trương Giang, anh có được lên ôm bạn Hiền của anh không? Được chứ ạ. Bạn Hiền. Bạn Hiền. Còn lâu quá mới gặp vậy. Trời ơi, bạn Hiền của tôi. Wow. Đây, em gói gọn cho anh nè. Xinh, xuất sắc, hết. Không tuổi. Không tuổi. Bao xưa mập. Phải. Mà bạn Hiền của anh Nguyên Vũ. Hiểu rồi đó. Bạn cùng lứa. Nếu mà anh Vũ nói là bạn Hiền thì em hơi hoang mang, tại vì em nghĩ tới chị Thanh Hà. Những cái nốt đầu tiên vô là em nghĩ tới chị Thanh Hà ngay lập tức. Nhưng mà khi cái nốt cao lên á, lạ lắm mà nghe. Đó đó, lạ lắm. Lạ lắm mà nghe. Đúng. Cho một dữ liệu nè, chị Thanh Hà hình như là không có đóng phim. Đúng vậy, chính xác, cảm ơn anh. Đóng phim rồi chỉ là cô giáo nữa. Mà cô giáo tên anh Vũ. Đúng rồi. Anh Vũ nói là biết đâu chừng là anh chị ở cái giai đoạn trước ha. Anh có muốn biết em là ai không? Để em cho anh sờ một bộ phận trên cơ thể của em, anh sẽ biết em là ai nha. Trời ơi, thích chưa, thích chưa. Trời ơi. Thưa quý vị, trong câu chuyện này nó có vài vấn đề cần phải phân tích. Em sẽ cho anh xem một bộ phận trên cơ thể thì anh biết em là ai. Quan trọng là Vinh muốn xem chỗ nào. Chúng tôi quy định từ đây trở xuống. Bàn được. Tay. Bàn tay. Bàn tay của em anh đã từng nắm rồi. Bây giờ em cho anh xem chứng em nha. Yeah. Rồi. Đó, nếu mà là người đàn ông trưởng thành chỉ nhìn cái chân thôi là biết u bao nhiêu liền. Một người đàn ông trưởng thành nhìn cái chân là mình biết cái sai người. Cái sai người anh thấy như nào? Chắc cũng tầm tầm anh Giang. Không. Anh Vinh, anh tin em không? Bằng chân anh Giang. Người con gái này đã từng được Trương Thế Vinh ôm ấp. Wow. Đúng không? Dạ đúng. Có một thông tin tính nói mà nói ra sợ bị lộ, có nên nói không ạ? À? Không. Để anh Vinh hỏi. Để anh Vinh hỏi. Rồi bây giờ tôi sẽ giữ cái thông tin đó lại. Dạ. Nếu sau năm câu hỏi mà Vinh chưa phát hiện, tôi sẽ nói một câu duy nhất về vấn đề đó. Rồi, dạ. Ok anh. Ok. Mình có quyền từ chối hai câu. Dạ thưa chị. Cho em hỏi câu đầu tiên là anh Vũ nói có chính xác không ạ? À? Là bạn cùng thời. Em không trả lời được không? Rồi câu đầu tiên từ chối. Anh kêu em bằng chị. Em wow. Câu đầu tiên từ chối. Mời hỏi câu thứ hai. Em không biết hỏi cái gì luôn á. Vậy thì không hỏi được. Trời ơi, mày hỏi nè. Dạ. Cái chuyện mà em ôm chị có thật không chị? Có. Đó. Thấy chưa? Anh nghe em đã nói chưa? Bao nhiêu người? Câu tiếp theo. Lúc đó em ôm chị với tư cách gì ạ? Từ chối. Chị từng là giáo viên dạy môn gì? Em không phải là giáo viên. What? Rẽ một hướng khác luôn. Rẽ rồi. Rung rời tay chân. Người này không phải là giáo viên. Mọi sự việc về giáo viên là do ở đây áp đặt. Bây giờ cho em hỏi. Rồi hỏi đi. Bộ phim mà chị đóng chung với anh Nguyên Vũ tên là gì ạ? Quá dễ luôn. Em không có đóng phim với anh Nguyên Vũ. Thông tin đó là do anh Nguyên Vũ áp đặt. Càng ngày càng đi xa. Em sẽ cho anh một dữ liệu. Ok. Em có cái cúp của người này có. Cô này đẹp lắm anh. Đẹp. Cô này đẹp, đóng phim điện ảnh. Chúng tôi cho bạn một cơ hội. Mời xoay lưng. Thưa quý vị, đây là món quà đặc biệt dành cho Trương Thi Vinh.
Sao anh Vinh anh sướng quá vậy? Ờ sướng à. Thiệt luôn, anh đó. Đang đoán cái em nhìn cái này anh hết toán luôn. Sẽ từ từ lật mở. Hiện tại các bạn đang thấy trên hình ảnh là out focus. Bây giờ chúng ta sẽ focus từ từ vào 3, 2, 1, focus. Một vài động tác đi ạ. À. Xin mời. Nhân vật bí ẩn. Múa ạ. Đó, trời ơi. Ngưng lại. Tôi bảo đảm vẫn không biết đâu. Em đang có hai cái cảm giác. Một, cái giọng hát này á thì không giống gì Cẩm Ly, nhưng mà cái dáng thì rất giống gì Cẩm Ly. Kỳ cục. Em nghĩ chị búp bê đó, chị Thanh Thảo đó. Anh sẽ có một câu đảm bảo là lòng chân thật của anh sẽ phơi bày. Em đã từng ôm ấp người này trước mặt Thúy Ngân. Trời ơi, trời ơi. Anh Chinh, chuyện như vậy mà anh Chinh làm được hả anh Chinh? Trời ơi mẹ ơi, con thua người ta rồi. Xin hãy đưa ra một cái tên cuối cùng đi ạ. Em đã đúc kết lại rồi, nãy giờ cái giọng hát này với cái nốt ngân cao đó ở cái điệp khúc, thì nếu không phải là chị Thanh Hà, chỉ có thể là chị Thanh Thảo thôi. Cuối cùng là... cuối cùng anh chốt đi kìa. Thanh Thảo. Chị Thanh Thảo. Chị Thanh Thảo. Yeah. Búp bê Thanh Thảo. Đến thời điểm này thì Phương Miện vẫn đang thuộc về ST. Còn Trương Thí Vinh lại tiếp tục nhận cây đắng. Đừng bình tĩnh. Sao quá ta. Trời ơi. Dễ quá hả? Đây không phải hình phạt, nó chỉ là một cái điều nhỏ nhoi nhưng tạo ra nhiều. Mỗi người chúng ta sẽ có một lượt. Dạ dạ. Nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của một vài người. Trả lời câu hỏi. À. Ồ. Chết rồi, quá trời câu hỏi luôn. Tôi sẽ hỏi đầu tiên. Anh hỏi một điều đơn giản thôi, bắt buộc phải trả lời và đưa ra vì sao. Nếu như một ngày đẹp trời, Khả Như, Ngân Khánh đứng bên bờ sự sống, cứu ai chứ? Đúng, chỉ được cứu một người, em sẽ cứu ai? Vì sao? Trả lời đi. Đã đau lòng rồi thì đau lòng cho tới. Từ nay về sau, Khả Như nói game nào có mặt anh Vinh tôi không tham gia. Đúng vậy, đầy nước mắt. Tại vì tôi biết trước nó sẽ không cứu bé em tôi. Bây giờ ai đứng bên phải em sẽ cứu người đó, tại vì em thuận tay phải. Về đi. Về Hậu Giang đi. Không có giá trị trong cuộc sống của người ta. Nhớ mày không đứng tay phải nha. Thì thiệt, hỏi một câu nào. Hả? Nhanh, hỏi gì? Hỏi. Thôi hỏi kỳ lắm. Hỏi đi. Thì em... nó thương em lắm đâu, mọi những câu ác đâu. Anh Vinh, bộ anh ôm nhiều người lắm rồi hả? Đúng vậy. Đúng vậy. Vì đâu? Anh là diễn viên mà. Bây giờ em sẽ hỏi một câu đơn giản thôi, tại vì trong nghề mà. Anh Vinh, anh ôm nhiều người như vậy, anh có từng yêu ai trong nghề chưa? Anh có từng yêu ai trong nghề. Có tương lai. ST. Vậy thì em sẽ hỏi một câu như thế này. Cái người mà anh ôm mà anh có cảm xúc và anh thấy sướng nhất á, càng dài sâu á. Hay quá vợ. Là một người mà anh đã nguyện là anh sẽ giữ cho riêng mình. Bé Liễu, bé Lan gì đó sao biết được đúng không? Mai Nguyễn Thị Liễu nè. Ủa anh được hỏi rồi hả? Dạ vâng. Vinh. Dạ. Yêu ai nhất vậy? Yêu mẹ nhất. Trời ơi. Em muốn hỏi không? Em xin hỏi được không? Xin hỏi. Em cho. Xin thì anh phải cho thôi. Mời. Đẹp cho. Dạ. Anh Vinh, anh có yêu Thúy Ngân không? Cái câu hỏi này nó làm cho rất là khó xử. Toát mồ hôi luôn á. Vì sao? Anh Giang biết chúng tôi là những người anh em. À, tôi không biết gì đâu. Anh yêu quý Thúy Ngân. Thôi kệ, đồng nghiệp yêu quý nhau là đủ rồi. Như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi. Có những câu được và có những câu vô cùng nhạt nhòa. Thưa quý vị, vòng thứ 4 sẽ có sau vài phút giải lao. Vì chúng ta quay trở lại với phần cuối cùng của Lạ Lắm Mà Nha. Đây là phần chúng ta sẽ nhận thưởng cho nó vui. Thì hiện tại nhân vật bí ẩn cuối cùng là Ngân Khánh đã đứng đây rồi.
mời hai nhân vật bí ẩn lên sân khấu luôn ạ. Thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi sẽ có ba cái phong bì bí ẩn. Bây giờ sẽ lấy ngẫu nhiên. Và anh Nguyên Vũ ạ. Ok, cảm ơn em. Ba phong bì này, một phong bì là một phần quà bất ngờ từ ban tổ chức, một phong bì là 1 triệu đồng và một phong bì 20 triệu đồng. Wow, cách biệt lớn vậy. Đúng vậy, chúng ta chưa mở ra. Bây giờ chúng ta sẽ chọn, ai muốn chọn ai cũng được. Chúng ta sẽ chọn trùng khớp cũng được. Nếu trùng khớp thì phần quà đó sẽ chia đều cho tất cả những người cùng chọn và kể cả nhân vật bí ẩn. Có nghĩa là gì? Cả ba cùng chọn, Chí Thiện mà may mắn Chí Thiện đang cầm 20 triệu thì mỗi người mang về 5 triệu đồng. Riêng ST mình đã có cái phương miện. ST có hai đặc quyền, quyền thứ nhất là quyền bảo vệ. Có nghĩa là gì? Khi ST đã chọn Chí Thiện và dùng cái quyền đó rồi thì những người khác không được quyền chọn Chí Thiện. Và phần thưởng đó sẽ được chia đôi cho Chí Thiện và cho ST. Hoặc có thể chọn quyền thứ hai là quyền nhân đôi. Khi mình chọn Chí Thiện rồi và mình lựa chọn quyền đó thì những người khác có quyền chọn chung. Và sau khi chia phần thưởng ra thì riêng phần thưởng của ST được nhân đôi lên. Đơn giản thế thôi. Bây giờ chúng tôi tạo thêm phần kịch tính như sau. Họ sẽ bắt đầu hé lộ cái phần thưởng bên trong. Một bên họ biết họ đang giữ cái gì. Và họ sẽ tìm cách, nếu họ giữ 20 triệu họ sẽ nói làm sao để các bạn không chọn họ, một mình họ lấy 20 triệu. Còn nếu họ giữ trong đó một món quà bình thường hoặc là món quà đó mang lại nhiều cái không vui thì họ sẽ nói để tất cả chúng ta chọn họ và họ sẽ chia bớt cái sự không vui đó cho mọi người. Mời hello. Rồi sau đó mình sẽ có một bài thuyết trình, mỗi người dài 15 phút. Sao mà ai cũng giống nhau vậy? Mọi người ơi, mọi người ơi, nếu mà mọi người chọn Thiện thì mọi người có thể mang về làm quà cho gia đình của mình. Vui, ai cũng vui, ai thấy cái này cũng vui hết á. Cũng hạnh phúc hết trơn, hớn hở hết. Mày nói mọi người đừng chọn mình chứ. Chọn đi. Kệ Thiện. Ngân Khánh sẽ nói gì? Em muốn nói là ai chọn em cũng được hoặc không chọn em cũng được. Nếu chọn em thì em cũng vui, mà không chọn em thì em cũng vui. Là nói chưa? Là nói chưa? Nói rồi đó. Nói một thông tin mà chưa nói cũng được, mà nói rồi cũng sao. Rồi rồi. Là nói thông tin tiếp theo đi. À, thì tùy mọi người muốn chọn không chọn gì cũng được. Quay lại chỗ cũ đó, quay lại chỗ cũ. Là coi như chưa nói gì hả? Mời anh Vũ. Anh đến đây được gặp mọi người thì anh rất là vui. Cho nên là anh mong rằng là mọi người hãy cùng vui với anh. Hả? Hãy chọn anh. Hãy chọn anh. Có cái gì vậy? Đây, cho xem nào. Để cho tôi ghé mắt vào một tí. Wow. Hay không? Quá hay. Quá wow, wow. Mời chọn đi ạ. Chị Như trước ạ. Ủa? Thì em chơi trước mà. Sao hai người đàn ông thì cái gì cũng đẩy từ đầu hết trơn vậy? Nhưng mà nếu em đã chọn ai đó mà lát nữa ST chọn người đó và chọn cái quyền bảo vệ thì em phải bị giăng ra. Em á là cô gái duy nhất của chương trình. Ở dưới này em sẽ chọn cô gái duy nhất ở trên đó. Yeah. Chắc chưa? Chắc rồi. Bây giờ thắng hay thua gì cũng được, em chọn gái đẹp vậy thôi. Đúng rồi. Mình còn chơi không? Dạ, nghĩ hay gì rồi, quên. Anh, tới ai? Bớt ngủ lại anh. Tự nhiên đang chơi cái ngủ à. Mình sẽ chọn cái người mặc đồ cùng màu với mình. Yes. Quan trọng bây giờ là ST. Em có hai quyền, hãy chọn một trong hai quyền đó. Em chọn quyền nhân đôi. Rồi, và em sẽ chọn ai? Và em chọn anh Nguyên Vũ. Nhân đôi rồi hả? Có nghĩa là gì? Anh Nguyên Vũ sẽ có món quà trong đó. Và sau đó chia ra, anh Vũ một nửa và ST một nửa, và ST được quyền nhân đôi đó lên. Ví dụ anh Vũ đang cầm 20 triệu thì mỗi người được 10 triệu, nhưng riêng ST được 20 triệu. Wow. Có ai thay đổi gì không? Không, em không thay đổi gì cả. Em đen đủ rồi. Vậy là anh chọn thêm cái đen nữa. Chỗ nó đỏ lên. Thân bại danh liệt. Em chọn là tại vì anh Vũ mặc đồ rất là giống em. Yeah, wow. Ok. Chúng ta sẽ mở cuộc chiến thiệt trước là của Đinh Thế Vinh. Không, mà đúng thiệt, Vinh là có nhiều cái tham gia game show nhưng mà khúc đầu không có thuận lợi. Nhưng mà sao hay thắng lắm anh. Đúng vậy. Chúc mừng. Một miếng chùi nồi. Sao anh còn đi theo em chi vậy? Một miếng chùi nồi. Đen tới tận cùng là Trương Thi Vinh. Trời, hai miếng đủ luôn. Hai miếng đủ luôn. Hai miếng đủ luôn.
Được, được, cũng được. Thiệt, thiệt, đẹp không? Dạ, đẹp chứ. Đi gắn đi. Mẹ, hồi nãy Thiền đã nói rồi. Mẹ Thiền sẽ thấy, mẹ Thiền sẽ vui. Khi mà thấy con trai mình cầm cái miếng này mà ngồi rửa chén thì còn gì bằng nữa. Cất về đưa mẹ. Ủa chị ơi, vậy là cỡ nào mình sẽ có tiền? Trời hai, ghét hai nói ghê á. Người ta đang nói về ý nghĩa, nó nói tiền bạc. Cuộc đời Vinh ngày hôm nay thân bại danh liệt, còn thua miếng chùi nồi. Không, nếu chúng ta nhìn nó là miếng chùi nồi thì nó là miếng chùi nồi. Đúng rồi. Nhưng em nhìn nó là một bông hoa cài nhật. Accessory. Accessory. Có chừng mấy mốt là tạo trend luôn đó, ai cũng đeo cái đó lên đây luôn đó. Không đẹp mà em thấy đẹp á. Đó là từ xa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn mở của ai ạ? À? ST nhân 2. Em muốn mở ST đúng không ạ? À? Đây, cho em mượn cái ạ. À. Cắt nó làm đôi á. Nếu đây là 1 triệu đồng thì anh Nguyên Vũ sẽ được 500 nghìn và ST được 1 triệu vì nhân đôi 500 lên. Chiến thắng đêm nay 20 triệu đồng. Chỉ có một lời nhắn gửi cho tất cả những người chơi sau. Ừ. Đừng mặc đồ đen nữa nha.